Đó, trước mặt cô chú anh chị mình có thể thấy nè, đường nhựa mới láng o luôn, có vạch kẻ đường đàng hoàng ha. Đó, tất nhiên là đường này sẽ thông về thị trấn Phước Bủ mình rồi. Xin chào cô chú chị nha, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Thì vừa rồi em Điền cũng có quay một cái bất động sản ở xã Hòa Hội, cái lô 14m á, thì cũng được nhiều sự quan tâm của cô chú chị đến bất động sản đó, rất là đẹp ha. Thì em Điền cũng sẽ nhắc lại cái bất động sản đó. Bất động sản đó là 14m ha, sâu là 60 mấy mét, có 100 thổ cư và giá bán là 1,7 tỷ. Em Điền sẽ để link video đó ở dưới phần mô tả nha. Đó, thì quay lại vấn đề chính hôm nay. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Xuyên Mộc thì giáp ngay thị trấn Phước Bủ luôn anh chị ha. Đó, bất động sản này thực sự là gia chủ cũng đang rất kẹt tiền, cần bán giá rẻ nha anh chị, giá hợp lý, đầu tư rất là tốt luôn. Đó, bán để mà cho được gọi là cho con cái được đi du học anh chị. Và đây anh chị, mặt bất động sản mình thì bám theo mặt tiền đường này nha anh chị. Hiện tại cái đường hướng trước mặt đây, mình ra đây một ngã ba ha, mình rẽ phải thì mình đi ra được tỉnh lộ 329. 329 đó thì cô chú chị cũng đã biết rồi, thông thường ra quốc lộ 5, giao với lại quốc lộ 5, và cũng như là đi Sài Gòn, Bình Châu này kia ha, đây được ha. Đó, và rẽ bên tay phải thì mình đi nói chung là vào khu dân cư đường Thâm Thương, và hướng sau này là cái hướng mình đi ra thị trấn Phước Bủ anh chị. Đường này thông với lại thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện mình ha. Đó, và trước khi vào bất động sản thì em Điền sẽ mô tả cơ bản trước cái bất động sản của mình ha. Đó, bất động sản mình thì hiện tại là đang có sẵn căn nhà cấp 4 nho nhỏ anh chị, nói chung là cũng tương đối là đẹp anh chị ha. Đó, hiện tại là gia chủ mình đang ở nhà này. Đó, thì em Điền sẽ mô tả sơ ha. Bất động sản mình thì có hai mặt tiền đường nha, mặt tiền đường nhựa. Mặt tiền đường chính này là đường nhựa rồi, và mặt tiền bên hông là đường bê tông. Đó, nói chung là đường hiền hậu hết, nhưng mà có cái là cái nhà bên hông này, cái đường bên hông này nè, chỉ là vô vô đúng một cái nhà đằng sau thôi, nên là nhà này là đang được gọi là sử dụng luôn cái đường này, nhưng mà đúng tính ra đúng cái lý thì đường này mình vẫn sử dụng được anh chị ha. Đó, nhưng mà mình thì đi được chính này là được rồi. Đó, thì bất động sản mình là có diện tích là ngang là 7,3 m, sâu 33 m và nở hồng 7,5 m anh chị. Đang có sẵn là 50 thổ cư đó, và có sẵn một cái căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ đó, nói chung là cũng tương đối là đẹp ha. Ở là ở được rồi đó. Đó, hiện tại đang có là người ở trong rồi đó. Có hướng ha, có hướng là hướng tây anh chị đó. Có là hướng tây này, anh chị có thể thấy này, hướng tây. Buổi chiều thì hơi chói nắng một chút xíu, nhưng mà nhà mình thì thiết kế kiểu là có mái lợp này kia rồi, nên là cũng mát mẻ anh chị ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ tiến hành vào bên trong bất động sản mình ha. Ở phía trước thì thực sự là đang là làm cái rào kẽm B40 tạm thôi. Đó, nếu mà cô chú chị về mà mua về mà để mà sửa sang này lại thì sẽ ok hơn anh chị. Đó, và em Điền sẽ xin báo giá luôn cho cô chú chị mình nha, để cô chú chị mình khỏi mất thời gian chờ đợi. Đó, tổng bất động sản mình thì nhắc lại diện tích nữa là 7,3 m, sâu 33, có 50 thổ cư, nữa hậu 7,5 m. Tổng bất động sản mình là gia chủ mình cần bán là 1,55 tỷ anh chị ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng. Đó, giá rất là hợp lý luôn. Thì nói chung là giáp ngay thị trấn Phước Bủ rồi. Đó, đi ra đây giáp ngay thị trấn Phước Bủ, ra trung tâm huyện cũng gần, cách khoảng là 2 đến 3 km thôi. Đó, và đi xuống biển Hồ Tràm cũng gần anh chị, khoảng là 15 phút đi đường ha. Nói chung là tiện ích thì đầy đủ, nằm khu dân cư đông, điện nước đầy đủ. Đó, xung quanh toàn là nhà bự bự không anh chị ạ. Thì trước phía trước mình thì cái nhược điểm thì có ngay trụ điện này. Nói chung là trụ điện bất động sản mình thì có thể dời qua bên mép được. Anh chị mình có thể bỏ 50 triệu gì đó dời qua bên mép này được ha. Rồi hồi trước thì gia chủ mình có buôn bán nhỏ lẻ đó, nên là có làm một cái kiosk nhỏ nhỏ ở đây. Đó, nếu mà cô chú không thích thì mình có thể đập chỗ này đi để có thể mà thoáng được cái nhà của mình ra đó, và đậu được ô tô này kia 2 chiếc vô tư anh chị ha.
hai chiếc ô tô đậu vô tư đó. Và nhìn bên tay phải, đi vào nhìn vào bên tay phải thì đây là nhà chủ mình chơi, kiểu là chơi cá đó. Làm cái mô hình nhỏ nhỏ nuôi cá này, tường đá này kia ha, tranh đó. Đấy, cô chú chị có thể thấy nè, đi vào bên trong thì có thể thấy nè, vào bên trong này thì mát mẻ rồi đó. Bên hông thì đang có là cái đường hành lang rộng khoảng là 3 mét. Vào bây giờ em sẽ vào bên trong nhà. Đây là khu vực phía trước này. Đó, rất là rộng ha. Đây ha. Cái nhà mình đang xây dựng thì ngang năm. Đó. Sâu là khoảng đâu đó mười mấy mét anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ đây cái khu vực phòng khách. Chung là phòng khách cũng tương đối là rộng rãi, sạch sẽ đẹp đẽ luôn anh chị ha. Đó. Ở thì vô tư. Và bên đây là cái đường luồn đi xuống không gian bếp cũng như là phòng ngủ ha và toilet. Đây là phòng phòng ngủ này ha. Đó. Và bên này cũng là phòng ngủ, kiểu là phòng ngủ này, phòng ngủ làm ngăn vách đó, chứ không phải là làm giống như phòng ngủ bên này. Phòng ngủ này là ngăn vách thôi. Đó, còn bên này lùi phía sau không gian bếp. Đây là toilet anh chị ha. Đó, toilet. Phía sau không gian bếp rất là rộng rãi. Đó. Bên này rửa chén, rửa tay ha, rửa mặt này kia. Bên này nấu nướng ha. Bên này cả hai bên nấu nướng. Máy giặt. Bên này bàn ăn ha. Đó. Tủ lạnh, kệ tủ áo quần. Đó. Bây giờ lùi phía sau ha. À, nhìn lại cái không gian bếp một lần nữa nha. Đó. Rất là rộng. Cái khu vực phía sau thì nói chung là để phơi áo quần này kia ha. Đó. Nói chung là cô chú chị mình về mình có thể cải tạo lại cái nhà này ở view anh chị. Đi xuống biển gần, tiện ích đầy đủ ha. Đó. Đây là mình có thể là làm lại cái chỗ bên này, làm cái mái vòm tre này kia ha, mình trồng lan hay là làm gì đó, nói chung là trồng cây cối này kia cũng mát mẻ đó. Hậu mình thì 7 mét rưỡi anh chị, từ bên này qua này 7 mét rưỡi, thì nói chung là bất động sản mình đã rào lại hết rồi, lên mốc rõ ràng ha. Nói chung là người ta ở xưa ở giờ rồi, là không lo về vấn đề là tranh chấp ha. Dân cư ở đây thì đông rồi. Em điện ra mình quay lại phía trước một lần nữa. Bên này kiểu là bây giờ hồi trước là một cái kiosk bán hàng, nhưng mà bây giờ là không sử dụng nữa, là gia chủ mình là làm một cái kho để chứa đồ. Hiện tại bất động sản mình thì đang sử dụng là nước giếng rồi, á lùn nước nước máy rồi, xin lỗi anh chị, nước máy rồi ha. Khu vực này là khu sử dụng nước máy và điện thì không phải nói rồi, điện đài nước máy đầy đủ. Nhưng mà gia chủ mình có khoan thêm một cái giếng nữa ha, giếng khoan đó, để dùng để sử dụng là tưới cây đồ này kia đó. Đó, cô chú chị có thể thấy này, bên này cái hộp nước máy này đó. Đó. Rồi cô chú chị mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Và đôi lúc em Điền sẽ không có thời gian để mà quay đăng lên YouTube cho cô chú chị mình xem, thì em Điền sẽ có đăng bài tạm thời trong cái cộng đồng của trang cá nhân của em á, em Điền sẽ đăng trong đó. Cô chú chị có thể vào trang cá nhân và bấm vào chỗ cái mục cộng đồng ha, em Điền sẽ đăng những cái bài viết và những cái bất động sản mà cần bán nhanh đó. Đó, để cô chú chị cập nhật tình hình ha. Rồi, em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Em Điền sẽ xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau. Xin chào ạ.